Còn có hai góc linh sam này nha mấy bạn, bự lắm. Nói chung cũng bự à, mình cầm không hết nè. Cái này khoảng 30, cái cụm vô này khoảng 30 nè. Còn cái này cái hoành khoảng 25 nè. Có chốt cành hết đây nè. Cái này kim sông hình, còn cái này cái lá trung luôn nè. Bỏ đi khỏm này ra lá luôn nè mấy bạn. Quá trời. Linh sam mà giờ bự có vậy mà bán có 200-300 ngàn không ai mua hết. Này mình giảm giá anh bán luôn, thanh lý luôn. Anh thanh lý nhiều cây lắm. Tại khúc gần này mình bán tồn tùm lum hết rồi. Ai mua được mua hai cây này mình bán 400 ngàn nha. Bán lỗ luôn. Hai cây nha các bạn. Cây này cái đế đẹp, cây này kim sông hình nè. Tại nói chung là không có thời gian để nuôi nữa. Mình bắt buộc phải bán. Chứ hồi xưa mình lấy mấy cây này về mình nuôi không. Mà bây giờ ngày nào mình cũng phải đi lấy cây hết. Nhiều khi nói bán lỗ mấy người không tin, chửi bới rồi không tin. Nhưng mà thật sự là vậy, ai mà có làm nghề kiểng là bắt buộc phải có trường hợp đó. Có cây thì bán lời dữ lắm, có cây thì bắt buộc phải bán lỗ nha mấy bạn. Bán lỗ để thu hồi vốn lại mình làm những cây khác. Chứ mình không có thời gian để mà mình nuôi cây nữa. Hai cây nha mấy bạn, cây này cây lá trung nè, sông hình lá trung, cây này kim sông hình nè. Mấy cây này mình bao sống nha, mấy bạn thấy rễ không? Nó nằm trong cái chậu nhổ ra không á. Hai cây nha mấy bạn.